Đầu tiên thì em không có dự định làm kinh doanh luôn. Em nhớ là hồi đấy đó là em chỉ kiểu mấy đôi giày cứ trải dưới đất này này, và khách thì đến để thử, nó chỉ đơn giản như thế. Đầu tiên là em nghĩ là em sẽ thử thôi, chứ thử thế nào thì nó lại hợp. Lúc đấy là em đã nghĩ là thôi kiểu em đóng cửa em không làm nữa. Thêm quần áo thì mình không lường được là nó sẽ có những cái gì xảy ra nữa. Thế là cuối 2016 em đóng. Thì em nhớ lúc đấy là em còn trong tay đâu khoảng hơn 100 triệu và rất nhiều quần áo. Tối thiểu mà họ cần có làm ít nhất là. Bạn chán đi làm công và muốn làm chủ. Bạn thích thời trang và muốn kinh doanh quần áo. Bạn muốn mở một shop nhỏ nhỏ ngay trên phố to. Tiền mặt bằng có nhiều không? Cần bao nhiêu vốn nhập hàng? 20 triệu, 50 triệu, 100 triệu hay 200 triệu? Có 1001 câu hỏi đặt ra đối với những bạn nào mà đang có ý định mở một cái shop kinh doanh quần áo. Và hãy để Smart Money sẽ đi tìm câu trả lời cùng với các bạn. Mặc dù hôm nay thì trời thời tiết không được tốt lắm, nhưng chúng tôi không ngại đâu ạ. Ngày hôm nay thì tôi đang có mặt ở phố Huế, một con phố khá là tấp nập của thủ đô Hà Nội. Và xung quanh hai bên đường thì có rất nhiều shop quần áo. Câu chuyện của chúng ta sẽ không đi tìm một chuyên gia để tư vấn, mà sẽ đi tìm một người mà đã có kinh nghiệm thực tế về việc mở một shop quần áo. Và chúng ta hãy cùng đi thôi nào. Xin giới thiệu với các khán giả của Smart Money, Trà My, một bà chủ của một shop thời trang ở trên phố Huế của Hà Nội. Bạn có thể gửi một lời chào đến các khán giả của chương trình ạ. Em xin chào anh Chí, xin chào khán giả đang theo dõi chương trình Smart Money ạ. Ngày hôm nay thì là một ngày bên ngoài thì trời đang mưa. Cảm xúc của bạn hiện tại như thế nào khi mà trở thành khách mời của Smart Money? Cảm xúc của em thì khá là hồi hộp, cũng vui mừng và có một chút hơi lo lắng. Rồi, bây giờ để chúng ta khắc phục cái hồi hộp đó và bớt lo lắng đi thì chúng ta sẽ khởi động chương trình với một vài câu hỏi. Tôi sẽ hỏi thật nhanh và bạn sẽ trả lời cũng thật nhanh để chúng ta khởi động. Và sau đó thì chúng ta bắt đầu đi sâu hơn vào câu chuyện làm như thế nào để có thể mở một shop quần áo ở trong lòng thủ đô của Hà Nội. Bạn đã sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng. Ok. Câu hỏi đầu tiên ạ. Kinh doanh quần áo có phải là dự định đầu tiên của bạn hay không? Không. Số tiền mà bạn có lúc bắt đầu ý tưởng kinh doanh quần áo là bao nhiêu? 250 triệu. Từ lúc có ý tưởng đến lúc shop thời trang thành hình thì bạn mất bao lâu? Một năm. Từ lúc shop bắt đầu vận hành cho tới lúc hoàn vốn là bao lâu ạ? Một năm rưỡi. Doanh thu cao nhất trong một tháng mà shop đã từng đạt được ạ? 2 tỷ ạ. Hơn 2 tỷ. Ok. Đã có lúc nào phải gồng lỗ hay chưa? Có ạ. Đã có lúc nào muốn từ bỏ hay chưa? Có. Và câu hỏi cuối cùng ạ, trong các loại chi phí thì chi phí nào đắt đỏ nhất? Chi phí mặt bằng. Chúng ta vừa trải qua những cái câu hỏi thật nhanh để khởi động và bạn đã cảm thấy bớt lo lắng và hồi hộp hơn chưa? Rồi ạ. Không biết là Trà My thì bạn bắt đầu mở shop quần áo từ năm nào và từ cái lúc mà bạn lên cái ý tưởng cho tới lúc mà hình thành cái shop thời trang thì là nó lâu hay không và cái yếu tố nào mất thời gian nhất? Em bắt đầu mở shop quần áo đầu tiên vào năm 2015, là lúc đấy em mở tại nhà. Và từ lúc có ý tưởng đến lúc em mở ra shop thì là một năm. Cái việc kinh doanh nó đến với em cứ từ từ. Và bắt đầu từ lúc em học năm nhất đại học là em đã bắt đầu làm vào kinh doanh rồi. Và lúc đấy thì em làm về là đặt hàng order từ bên Hàn Quốc về đó. Còn cái việc là dẫn đến câu chuyện là làm về thời trang ấy thì nó là nhiều thứ khác nó đưa đẩy vào, chứ không phải là từ đầu là em đã nghĩ là sẽ làm kinh doanh. Lúc nãy bạn cũng chia sẻ là cái dự định đầu tiên của bạn không phải là kinh doanh quần áo đúng không? Thì nó là cái gì? Đầu tiên thì em không có dự định làm kinh doanh luôn. Muốn dự định làm kinh doanh luôn. Gọi là cái việc mà em làm order hàng Hàn ấy, nó chỉ xuất phát từ cái việc là em rất thích dùng đồ của Hàn Quốc. Và em nghĩ là em phải kiếm được tiền để em có thể thỏa mãn cái nhu cầu đồ hơn đúng không? Vâng, đúng rồi. Thì em nhớ là cái hồi em bắt đầu biết đến hàng Hàn từ lúc em học lớp 12 là 2010. Thì 2010 mà lúc đấy một đôi giày mà em thích ở bên Hàn giá nó khoảng vào 700.000, nghĩa là nó cũng khá là cao vào cái thời điểm đấy. Nên là không thể xin bố mẹ mãi được thì mình phải nghĩ cách để mình làm thôi. Thì em mới bắt đầu em nhận order và cứ dần dần lên thì
mọi người order nhiều thì mình cũng có cơ hội mình tiếp xúc với cái mặt hàng của Hàn Quốc nhiều hơn, thì cũng biết là bây giờ cái gì nó đang hot, cái gì không thì đi theo, dần dần lại đi theo cái con đường đấy. Hồi xưa là Trà My học về chuyên ngành nào nhỉ? Em học chính trị quốc tế anh ạ. Học chính trị quốc tế và bây giờ đi làm kinh doanh. Bạn có thấy là cái chuyên ngành của mình nó bổ trợ được gì cho cái công việc của mình hiện tại không? Thực ra mà nói thì nó không bổ trợ cho em cho cái việc kinh doanh, nhưng mà nó lại cho em cái cơ hội để gặp một số bạn bè mà sau khi em làm kinh doanh thì nó lại giúp ích được cho em. Hiện tại thì bạn có bao nhiêu shop quần áo? Hiện tại là em có 2, một ở Cát Linh và một ở Phố Huế. Nhưng mà bây giờ thì chủ yếu là em kinh doanh trực tiếp thì ở Phố Huế thôi. Còn Cát Linh thì em để hàng hóa các thứ là chính. Và lúc nào mà khách mà cần ví dụ qua địa điểm đấy để lấy hàng nhanh hơn ấy, thì em sẽ để ở đấy. Hồi nãy My có chia sẻ là cái số tiền đầu tiên mà bạn có lúc mà bạn hình thành cái ý tưởng kinh doanh là 250 triệu. Okay. Và đó là tiền từ tiết kiệm hay là tiền từ một cái nguồn nào đó bạn kinh doanh hay đầu tư cái gì đó vào thời điểm đó? Đấy là tiền em tiết kiệm được sau mấy năm em làm order. Đó. Em làm order đến khoảng năm 2013. Sau đấy thì em đã bắt đầu bán giày ở nhà rồi, bán giày nam. Bán online. Đúng rồi, bán online nhưng mà khách vẫn đến nhà để thử. Em nhớ là hồi đấy nó là em chỉ kiểu mấy đôi giày cái trải dưới đất này. Và khách thì đến để thử, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Cái nhà ở Lát Hà đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Bán giày trong khoảng 1 năm thì mới là bắt đầu mở ra shop là bán cả quần áo nọ kia. Bán giày 1 năm là đủ tiền mở một cái shop. Một năm xong thì trước cũng mà còn phải có tiền từ hàng order. Ngoài cái việc order thì lúc đó mình còn có làm thêm công việc nào để có thêm thu nhập không? Em không, bởi vì lúc đấy em vẫn đang học đại học mà cũng bận. Là năm mấy? Em bắt đầu kinh doanh là bắt đầu làm order là từ năm nhất đại học. Thế và đến 2014 là lúc em tốt nghiệp thì bắt đầu tính để đến 2015 là em mở shop luôn. Nhưng mà lúc mà bạn quyết định là lấy tất cả toàn bộ vốn liếng của mình để mở shop thời trang thì bạn có đắn đo nhiều hay không? Trước đấy là đã bắt đầu bán giày Hàn Quốc rồi nên là cũng đã hiểu được khách hàng của mình muốn gì như thế nào rồi, nên là lúc mình bắt đầu vào làm cũng không đến mức là phải lo lắng nhiều quá. Nhưng mà lúc mình làm thì mình có chia sẻ cái ý tưởng đó với mọi người không? Với gia đình, bạn bè của mình không? Có ạ. Và mọi người hưởng ứng không? Gia đình em thì thực ra là cũng bình thường, bởi vì kể cả là bố mẹ em hay là em ấy cũng nghĩ là em học ngoại giao xong thì em cũng sẽ đi làm một cái công việc nào đấy, ví dụ như là báo này hay là liên quan đến ngoại giao. Có là được, hồi mà em thi vào trường ngoại giao là em đã nghĩ như thế, nhưng mà vì việc kinh doanh nó đến nên là em dừng lại, em không đi làm cái đấy nữa. Thế là bố mẹ em thì cũng không hưởng ứng nhưng cũng không phản đối. Lúc mà tôi lựa chọn bạn là khách mời cho Smart Money và chia sẻ với ekip của mình là đây là một cô chủ nhỏ có một cái shop thời trang ở Hà Nội nhưng mà bán đồ nam, thì mọi người mới hỏi tôi một câu hỏi là tại sao nữ lại bán đồ nam. Thật ra câu hỏi anh Chí hỏi em thì cũng rất nhiều người hỏi em rồi, là tại sao không bán thêm đồ nữ hoặc là vì sao không bán nữ mà chọn đồ nam. Thì thực ra là cái việc mà nó cũng không hẳn là em chọn mà là như là nó chọn em, bởi vì là từ cái việc em làm order thì cái thời điểm đấy là rất nhiều shop đồ nam ở đây lại cứ nhờ em order những cái mặt hàng giày của Hàn Quốc. Thế là em mới bắt đầu cứ tìm hiểu sâu hơn, biết thêm được nhiều nguồn hàng. Thế là mình nghĩ là bây giờ mình có cái lợi thế hơn là mình biết được nguồn nhập như thế này, giá cả như thế này tốt, thì mình cứ thử làm xem. Cứ thử thôi. Đầu tiên là em nghĩ là em sẽ thử thôi, chứ còn cũng không xác định là có một cái gì là em sẽ theo lâu dài đâu. Thế mà thử cái nào thì nó lại hợp, nó lại được. Tại sao lại là ở đây? Em chọn Phố Huế vì là nó như kiểu một cái thương hiệu của con phố ấy. Khi mà bây giờ con trai mà nghĩ đến chuyện mua đồ thì sẽ rất hay nghĩ đến Phố Huế, giống như là cái phố Bà Triệu, là cái phố anh đi Bà Triệu anh sẽ thấy là toàn cửa hàng nữ. Người ta hay bảo là buôn có bạn bán có phố. Đúng rồi ạ. Đấy, thì em nhớ là từ khi em bắt đầu mở đến Phố Huế, em hay đi qua Bà Triệu ấy, thì em để ý là cứ cái shop đồ nam nào mở trên đường Bà Triệu ấy, thì sau khoảng năm rồi lại đóng, bởi vì nó gần như là kiểu nó là thương hiệu của cái phố đấy là bán đồ nữ rồi, thì Phố Huế nó lại là thương hiệu của đồ nam. Tôi thấy là ví dụ như tôi bây giờ tôi muốn mở một cái shop đồ thời trang nam chẳng hạn, thì thật ra cái việc mà mình đi lựa chọn đồ mua ở đâu, giá cả như thế nào hoặc là phong cách ăn mặc như thế nào thì maybe là có thể là mình cũng hiểu một phần, nhưng để mình bắt đầu mở một cái shop quần áo thì sẽ có rất là nhiều thứ mình băn khoăn và không biết là phải bắt đầu từ đâu. Đầu tiên là về cái câu chuyện chi phí. Bạn có thể liệt kê ra cho khán giả của Smart Money biết là để mở được một cái shop quần áo thì chúng ta cần chi cho những cái khoản nào không ạ? Để
mở và vận hành một shop thời trang ấy, nó sẽ có rất rất nhiều loại chi phí. Thế nhưng mà có những cái chi phí cơ bản em có thể liệt kê ra, đấy là chi phí mặt bằng, chi phí làm thời trang thì phải có chi phí về hình ảnh, quảng cáo, nhân sự, rồi những cái chi phí khác ví dụ thuế, rồi điện nước, bắt buộc tháng nào anh cũng sẽ phải chi trả. Còn ngoài ra sẽ có ví dụ như là phí ship này, phí sửa quần áo này, linh tinh các thứ nữa. Đấy thì cái đấy nó sẽ tùy thuộc vào từng shop, nhưng mà kia là những chi phí mà tháng nào cũng sẽ có. Nhưng mà chi phí mặt bằng là chi phí cao nhất. Vâng, đấy là đối với em thôi. Ví dụ như ở vị trí này thì là nó khoảng bao nhiêu? Nó phải khoảng từ 50 triệu đổ lên anh ạ. Ở thời điểm hiện tại thì với em cái câu chuyện về vốn nó không phải là cái gì nó quá quan trọng để nói lên là cái sự duy trì của một cái shop thời trang. Đương nhiên là nếu mà anh có nhiều vốn thì nó như là cái bảo hiểm cho cái việc kinh doanh của anh ấy, nó phòng ngừa cho những cái rủi ro về sau. Nhưng mà bây giờ vì là cái mạng xã hội, những cái sàn thương mại điện tử phát triển quá nhiều, cho nên là mình có những cái cơ hội là thay vì là anh phải mở rất nhiều mặt bằng thì anh có thể tiếp cận bằng con đường online. Vâng. Nhưng mà cái việc này thì nó cũng sẽ phù hợp với cả tùy, gọi là theo em là tùy từng đối tượng khách hàng và tùy từng sản phẩm. Ví dụ như là anh bán hàng đắt thì anh cũng vẫn cần phải có một cái địa điểm, và địa điểm đấy nó phù hợp, nó tương xứng với cái người mà người ta sẽ mua cái mặt hàng đấy của anh. Thế ví dụ bây giờ anh bán cái áo 1 triệu, người ta sẽ không thích là phải chui vào trong ngõ để người ta mua chẳng hạn. Đấy thì đấy là cái tâm lý của khách hàng. Thì cái này em thấy là nó sẽ tùy thuộc nhiều vào cái việc là định hướng mình bán sản phẩm nào và cho đối tượng khách hàng nào. Đấy. Còn nếu mà khi mà mình đã xác định là mình mở lên phố, mặt phố lớn thì đương nhiên là mình có trường vốn thì cũng vẫn sẽ là an toàn. Lúc nãy bạn cũng chia sẻ là cái dự định đầu tiên của bạn không phải là kinh doanh quần áo đúng không? Thì nó là cái gì? Cái lúc mà em bắt đầu làm ở Láng Hạ ấy, thì hồi đấy gọi là em thì cũng không phải là học từ kinh doanh hay quản trị gì ra, thì em tính toán nó cũng linh tinh lắm. Là em kinh doanh được hơn một năm thì cuối 2016 thì em đóng, thì em nhớ lúc đấy là em còn trong tay đâu khoảng hơn 100 triệu và rất nhiều quần áo. Thì như thế là coi như là lỗ đi. Nhưng mà gọi là mình bắt đầu kinh doanh theo một kiểu bài bản, tính toán nó kỹ hơn là khi em bắt đầu em mở đến phố Huế này, bởi vì cái chi phí của nó rất là lớn. Thì em sẽ tính thì nó sẽ là 1.5 năm để cho em hoàn vốn. Liệu rằng là với những cái bạn trẻ mà họ đang có ý định kinh doanh quần áo thì cái số tiền tối thiểu mà họ cần có là bao nhiêu? Bởi vì số vốn thì nó sẽ còn tùy thuộc vào cái mặt hàng anh bán. Nhưng mà em cứ cho ví dụ là bán hàng giá bình dân cho đối tượng học sinh sinh viên, và anh thuê ở một cái địa điểm nó không phải là phố lớn đi, thì em nghĩ là bây giờ nó phải rơi vào khoảng ít nhất là 350 đến 400 triệu. Bởi vì là bây giờ mình mới toanh, mình bắt đầu kinh doanh thì sẽ khó để anh có thể có lợi nhuận ngay từ đầu. Và một shop để mình biết là nó có thể duy trì được hay không thì ít nhất là phải qua 1.5 đến 2 năm. Thì ví dụ mặt bằng em cho là dưới 10 triệu đi, 8 triệu. Rồi nhân sự là em đang tính là mình tự mở, mình tự làm luôn. Rồi hình ảnh, rồi quảng cáo thứ vào thì em đang tính là để cho nó duy trì đủ được trong khoảng hơn 1 năm. Thì ít nhất nó phải tầm như thế. Theo em thì cái biên lợi nhuận nó sẽ phụ thuộc vào 3 yếu tố. Thứ nhất đấy là cái giá thành anh nhập hàng. Thứ hai là cái chi phí anh bỏ ra. Và thứ ba là cái mong cầu của anh muốn cái lợi nhuận anh thu về nó là bao nhiêu. Đó, thì cái chi phí với cả cái giá nhập nó sẽ luôn kiểu song hành với nhau. Ví dụ bây giờ em với anh cùng thuê một cái mặt bằng giá là 10 đồng. Anh nhập sản phẩm giá 1 đồng, anh bán lên 5 đồng, nghĩa là anh lại 4 đồng. Nhưng mà em nhập một sản phẩm em bán giá 10 đồng và em bán chỉ gấp đôi thôi là 20 đồng. Thì nghĩa là biên lợi nhuận của em chỉ là gấp đôi, của anh thì lên gấp 5. Nhưng mà em thì chỉ cần bán một sản phẩm là em đủ cái chi phí rồi. Nhưng mà anh lại phải bán đến 2,5 sản phẩm anh mới đủ. Khi mà shop mình nhập được thì shop khác họ cũng nhập được. Vâng. Thế cái sự cạnh tranh nó phải là như thế nào? Luôn có sự cạnh tranh về giá khi mà có những sản phẩm giống nhau trên thị trường. Tức là sau khi làm nhiều năm rồi, mình cũng biết là trên thị trường bán giá như thế nào thì mình có thể cũng cân đối lại. Đương nhiên là sẽ có những lúc mà nó lệch nhau khoảng vài trăm nghìn thì với em cũng không vấn đề gì. Mà cái mà em muốn xây dựng để khác biệt với cả những shop khác đấy là về cái phong cách, về cái cách phối đồ. Đó, có thể là cùng cái áo vest này nhưng mà anh phối với cái gì thì anh sẽ hướng tới cái khách hàng có cùng cái gu như thế.
thì em muốn là đi sâu hơn về cái phong cách đấy, chứ còn nó không phải là câu chuyện cạnh tranh về giá. Và cùng là hàng Hàn Quốc nhưng mà nó sẽ rất nhiều hãng, và cách chọn đồ của mình cũng không phải là hãng ra 10 mẫu thì anh sẽ nhập 10 mẫu, mà anh sẽ chọn là ok, anh nhập cái áo này để mix với cái quần này chẳng hạn. Đó, thì cái đấy sẽ là lại là gu của mỗi cái người chủ shop khác nhau. Mở số quần áo thì mọi người nghĩ là nó cũng khá là đơn giản, cái nhập quần áo về rồi bán thôi. Nếu mà không có tiền bán offline thì mình có thể mở một cái shop online. Thế thì nếu với những cái bạn trẻ mà họ đang có ý định như vậy thì cái lời khuyên của em dành cho họ là gì? Em thì có hai lời khuyên đối với các bạn. Đấy, đầu tiên đấy là hãy tìm đầu ra cho sản phẩm của mình trước khi mà bạn bắt đầu làm. Bởi vì cái đấy nó là cái rất quan trọng. Vậy em thấy mọi người nói chuyện với em thì lại hay tập trung vào cái câu chuyện là sản phẩm. Nghĩa là sản phẩm này có giá như này, thị trường đang bán như này và mình cũng sẽ bán được. Nhưng mà khi mà em hỏi là thế làm như thế nào để bán được thì mọi người lại chưa trả lời được câu hỏi đấy. Mặc dù mình biết là mình sẽ bán trên Facebook, mình bán trên Shopee, mình bán trên rất nhiều nền tảng, nhưng mà đấy nó mới chỉ là cái bề nổi thôi. Làm như nào để hình ảnh của mình rồi cách mình vận hành nó ra sao để nó tiếp cận được đến khách hàng, để họ chọn sản phẩm của mình thay vì của shop khác, thì nó lại là cái vấn đề lớn hơn. Lời khuyên thứ hai em muốn gửi tới các bạn đấy là hãy tự tin và dám nghĩ dám làm. Cứ làm đi đã, đúng không? Vâng, bởi vì chắc chắn ấy, đã làm kinh doanh rồi thì sẽ có thất bại. Đấy là điều chắc chắn, gọi là anh không gặp bây giờ thì về sau anh cũng gặp thôi. Nhưng mà nó cũng là bài học để anh rút kinh nghiệm những lần sau. Chứ còn dù là mình cũng nên nghe chia sẻ từ những người đi trước có kinh nghiệm, nhưng mà gọi là mỗi một shop rồi mỗi một lĩnh vực nó sẽ gặp phải những cái vấn đề rất là khác nhau, mà chỉ có khi mình làm thì mình mới biết được. Nên là không, nó sẽ không có cái bài toán chung để giải cho những cái đấy, và cứ làm và có thất bại thì mình rút kinh nghiệm vào lần sau. Bạn có rất là nhiều năm trong nghề này rồi, và chúng ta cũng có khá nhiều kinh nghiệm để mix match những cái đồ với nhau, đặc biệt là một bạn nữ nhưng mà lại phối đồ cho nam. Thì tôi muốn hỏi là ví dụ như là với cái bộ đồ ngày hôm nay của tôi chẳng hạn, thì bạn có cảm thấy là nó ok chưa, hay là nên phối theo một cái kiểu nào khác nữa? Với cái áo bên trong của anh thì em thấy ok. Còn cái quần vâng đúng rồi, cái quần nó đang bị skinny quá so với cái bộ này. Em nghĩ là một cái quần form nó rộng hơn, kiểu standard fit thì sẽ đẹp hơn. Thì có một cái quần rộng hơn. Có anh ạ. Và tôi sẽ được giảm giá. Dạ vâng, chắc chắn rồi. Cảm ơn bạn. Thật ra tôi nghĩ là cái thẩm mỹ sẽ tùy thuộc vào của mỗi người ấy. Nhưng mà với cá nhân tôi thì tôi lại rất là lười, và tôi nghĩ là trong quần áo của tôi chỉ có rất nhiều đồ mà chỉ có hai màu thôi, là màu đen và màu trắng, tại vì tôi nghĩ là nó đơn giản và nó dễ phối đồ nhất, nó hợp với tất cả mọi thứ. Nhưng tôi nghĩ là một ngày nào đó tôi sẽ đến đây và bạn sẽ tư vấn cho tôi thêm, mình sẽ phối thêm nhiều màu nữa cho cuộc sống của mình nó màu sắc hơn, không đúng không? Trở lại với câu chuyện mở số quần áo, tôi nghĩ rằng là không phải ai cũng có đủ, như bạn chia sẻ lúc nãy, là 350 triệu hay là 400 triệu. Liệu với một cái số tiền nhỏ hơn thì các bạn trẻ họ có thể mở một cái số quần áo nho nhỏ cho bản thân họ không? Vài chục triệu chẳng hạn. Em nghĩ là với số vốn vài chục triệu thì bây giờ mình có thể thử theo hình thức là bán hàng online hoặc là affiliate. Bây giờ các bạn có nhiều cái cơ hội hơn cái thời hồi xưa của em rất là nhiều, vì là mạng xã hội phát triển rất nhanh. Thế thì em thấy bây giờ có hình thức là bán affiliate cũng rất là hay. Kể cả bạn không có vốn, các bạn cũng hoàn toàn có thể làm được. Nhưng mà thì mình sẽ phải đầu tư nhiều hơn vào content và ý tưởng. Cảm ơn Trà My đã dành thời gian cho Smart Money ngày hôm nay. Hy vọng là... Thật ra thì chúng tôi khi mà làm về câu chuyện này thì không mong muốn là tìm một cái chuyên gia trong lĩnh vực này để đưa ra những cái lời tư vấn cho các khán giả của Smart Money, mà chúng tôi mong muốn tìm người thật việc thật, những cái người mà có thể là chúng ta cũng chưa thực sự gọi là quá thành công trong lĩnh vực này, nhưng chúng ta đã có những cái trải nghiệm thực tế, cả những cái khó khăn và cả những cái thuận lợi trong những cái năm vừa qua, để có thể chia sẻ những cái trải nghiệm và kinh nghiệm của mình với các khán giả của Smart Money. Và như chia sẻ của Trà My thì nếu mà các bạn có ý tưởng, có dự định thì hãy cứ mạnh dạn và kinh doanh đi. Chắc chắn là chúng ta sẽ phải trải qua một vài cái gập ghềnh trước khi mà bước tới một cái sự thành công nho nhỏ nào đó. Và một lần nữa cảm ơn bạn đã dành thời gian cho Smart Money. Cảm ơn nhà tài trợ Sunshine đã đồng hành cùng với chương trình. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá của mình để theo dõi Smart Money. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người ạ.